Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ma Công Vlog nha. Hôm nay mình theo chân thợ đi bắt ong vào vẽ nha. Dẫn đi cái khu rẫy nhà mình đây. Phải có đồ bảo hộ đầy đủ. Em nhớ quay vào số ai. Lâu ấy để găng tay vô. Đấy. Đủ bảo hộ bắt ong vào vẽ đấy. Giống như đồ phi hành gia. Ôi. Đồ đeo vô này. Không phải lo nữa. Đồ này rất là an toàn đấy các bạn. Bắt ong phải có đồ bảo hộ như vậy. Không có liều nha. Liều là... Chê biển số các bạn nhỉ. Ồ, thấy ngầu nha. Giống đồ phi hành gia quá. Hôm nay mình có thấy tổ ong vào vẽ nhỏ nhưng mà mới thợ đây định vào bắt về nuôi á. Không bắt được hôm qua tổ to rồi. Hôm nay bắt thêm tổ nữa về nuôi. Nói chung trong xã mình chưa có ai nuôi theo mô hình này đúng không? Chưa ai nuôi. Mô hình này là lần đầu á. Mạo hiểm. Rồi, đeo kính vô. Đấy, đâu phải nó hay xịt vô mắt, hắt đái. Đấy, hôm qua bắt rút nghiệm ngày hôm qua. Đồ thích, ôi ôi. Nhìn nó cũng phê hình ra. Từ từ thôi, kéo từ từ thôi, hư kéo á. Quá. Rồi. Đồ đi chống dịch Covid nha. Đấy. Ủng găng tay các thứ. Rất là đẹp. Bắt đầu tiến hành công việc thôi. Đem cái dao bấm đi. Dao bấm cành á. Cái túi đựng ong bảo vệ kìa, đem theo cái túi kìa. Đồ nghề đầy đủ. Rồi. Đều để không bị dẹp cái mũ bảo hộ ấy. Gọi gì. Rồi kéo áo lên. Dạ, let's go, đi nào. Rồi, phải đi tới gần mới được, đi gần. Rồi, ồ, ong một nhỏ đấy. Chui vô, chui vô. Chui á, bò vô. Tổ ong rất là thấp thôi các bạn. Cái này hồn nè, hình mèo. Cái này hồn. Bên này thoáng này. Cái này như tanh to lắm này. Con này chưa to là than nữa, than chưa rồi. Mình nằm xuống không? Ông bay vào mình chết.
Rồi bắt đầu ha, bắt đầu dùng kéo bấm. Nó cúi xuống. Ui, rất là nguy hiểm. Rất là sợ các bạn. Mình không dám lại gần đâu bạn. Giờ mình không có đồ bảo hộ ấy. Chụp vô chứ. Rồi rồi, cho vào bì. Xong. Rồi xong các bạn. Rồi. Có một ổ rồi đấy. Rồi còn bên ngoài còn mấy con nó bay cúi xuống. Được một tổ rồi đấy. Đây các bạn. Ui. Xuống chưa? À, tổ về nuôi ha. Đây, cho thợ này. Rồi xong. Rồi mình xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.